Các bạn ơi, Thành bây giờ sẽ quay cái quy trình làm ngói nóc để mà chia sẻ với các bạn nhé. Thì trước mặt Thành đây là một anh thợ người cùng làng với Thành. Nói chung là làm rất là chuyên nghiệp. Thành đã quay clip về ngói nhỏ rất là nhiều rồi. Hôm nay quay ngói nóc bắt đầu. Đây là công đoạn đầu tiên anh ạ. Đó, công đoạn đầu tiên là dùng cái công cụ này để cắt này. Đó. Đấy, đã xong. Được rồi, anh Lệ để em xem một cái đã. Từ từ anh chưa vội nhắc lên. Một khuôn ngói nóc này, có đường kính là dài 60 và rộng 40. Đó, cái vệt cắt này rất là đều đẹp các bạn nhé. Đó, như này này. Đây là cái công đoạn đầu tiên dùng cái công cụ để cắt viên ngói các bạn nhé.